Đây rồi. là bạn gái cũ của bạn cùng nhà cũ của mình. Tự nhiên ông này ông đi ra khỏi phòng mỏng mà ông mặc mỗi đuôi lót thôi à. Em là để tóc dài. Mà có khi là này. Dài tới đây luôn á. Đúng rồi, dài tới đây nó, luôn. Nó xù ra, nó... Xù ra. Mà ông đi khền khàng nhưng khùng vậy đó. Cua Uyên một tuần là em biết là sẽ lấy nhau. Đúng rồi, dựa vào đâu? Uyên không phải đúng cái mẫu người mà em tưởng là em sẽ lấy. Nhưng mà có một cái điểm chung là cùng một kiểu khùng với nhau. Bạn này là còn chinh cho đến khi lấy em luôn. Hả? Sự thật là vậy. Tay giữ cái đời trai của mình chứ. Chào chị. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Aaron, hay là nhiều người còn gọi là Thành ha. Em 41 tuổi. Em là người Mỹ. Em cũng nói tiếng Việt được. Em ở Việt Nam 14 năm rồi. Ở Sài Gòn. Công việc em là? Dạ em cũng làm phim, sân khấu. Mà em? Dạ em tên là Nhã Uyên. Em năm nay 28 tuổi. Em bây giờ cũng làm phim. Tụi em mới mở công ty chung với nhau. Hai bạn gặp nhau ở đâu và tình yêu của bà, hai bạn bắt đầu như thế nào? Anh muốn kể em kể. Em cứ kể chứ đi. Thật ra là em với Aaron đó là lần đầu tiên gặp nhau là ở nhà bạn trai cũ của em, là ông đó cũng người Mỹ luôn. Anh đó là với Aaron là ở chung nhà với nhau. Ở đây. Đây. Dạ, đúng rồi, ở Việt Nam. Ở đây. Đây là bạn gái cũ của bạn cùng nhà cũ của mình. Nhưng mà cái chuyện tình của các bạn bắt đầu là như thế nào? Thì lúc đó là em đang yêu anh đó mà. Thì anh đó mời qua nhà, hai đứa đang ngồi phòng khách chơi với nhau rất là vui vậy nè. Thì bình thường thôi, tự nhiên ông này ông đi ra khỏi phòng mỏng. Mà ông mặc mỗi đuôi lót thôi à. Em là để tóc dài. Mà có khi là này. Dài tới đây luôn á. Đúng rồi, dài tới đây nó, luôn. Nó xù ra, nó... Xù ra. Mà ông đi khền khàng nhưng khùng vậy đó. Mình ra, mình thấy mình sợ quá. Tại ông bự con, mà ông mặc đồ lót thôi, ông đi ra. Cái mình nói dạ, em chào anh. Cái ông bị run á, ông bị khớp, ông sợ quá, ông chạy cái vé trong phòng lại. Tại quê đó, là bị quê đó. Tại vì á là em chia tay cái anh kia chắc cũng khoảng gần một năm rưỡi sao. Thì lúc đó là, tại vì lúc đó tụi em đã vô đạo rồi, em với ảnh là cùng một đạo với nhau. Thì anh này ảnh làm một vở kịch, mà em lúc đó là dancer, là em là vũ công á. Thì ảnh mới mời em để làm biên đạo múa cho cái vở kịch của ảnh. Em mới về nhà em suy nghĩ, lúc mà em làm biên đạo cái vở đó em mới suy nghĩ, ông này ổng hiền, dễ thương, đẹp trai mà độc thân, sao mình không cua ông ta? Đó là em nghĩ là em muốn cua ảnh. Thì em mới lò dò hỏi ảnh là anh ơi, anh có bạn gái chưa, tình cảm anh sao? Thì ổng cũng thật thà lắm, ổng tâm sự với em, nói là anh mới thất tình. Mà cái cô này cũng là làm trong nghề luôn, cô diễn viên mà rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào thế này thế kia. Bánh bèo. Bánh bèo. Thì lúc đó em mới nghĩ là thôi chắc không cua mình nên thôi dẹp, không cua ổng nữa. Còn bạn thì lần đầu tiên bạn ấn tượng về cô gái này thì đó là điều gì? Thì cái ấn tượng, thật sự ấn tượng đầu tiên là lúc mà nhờ Uyên làm biên đạo của vở kịch của mình. Thì thấy vừa không những là nhảy đẹp, cũng có một cái thẩm mỹ nghệ thuật bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời mà mình khùng mà có người khùng chung với mình. Bình thường em ngồi rảnh thì ngồi hát im lặng. Cái bạn này thường là những cái bạn trai khác của em phải không nhé? Em bị khùng hả? Sao em hát gì kỳ vậy? Em biến thái hay sao ngồi em hát gì kỳ vậy? Chỉ có một mình ông này, ông là bùm chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc. Đó, tay tại vì tức là em cua Uyên một tuần là em biết là sẽ lấy nhau. Đúng rồi, dựa vào đâu? Uyên không phải đúng cái mẫu người mà em tưởng là em sẽ lấy. Bởi vì em tưởng là em sẽ lấy một người mà ít nhất là phải rành tiếng Anh, ít nhất là phải đi dù nước. Bởi vì đó là một điều quan trọng đối với em. Nhưng mà Uyên là con gái quê, mới lên đúng thành phố. Đúng nghĩa với quê luôn, em là Châu Đốc, lên thành phố là em biết vậy thôi hết. Không đi chỗ nào khác hết á. Nhưng mà có một cái điểm chung là cùng một kiểu khùng với nhau. Đúng rồi. Cùng một điểm khùng với nhau. Đúng rồi. Có nghĩa là ở bên cạnh người này mình có khùng mình cũng không có ngại. Và mình có thể nói hết tất cả những cái thói hư tật xấu hay là mình sao là mình như vậy đó. Nhưng mà đến bao lâu thì mới cưới nhau? Khoảng 10 tháng. Dạ 10 tháng thì cưới 10 nhau. 10 tháng. Vậy thì trong 10 tháng đó thì hai người có ở với nhau trước hay không? Sống thử á. Sống dạ thử không? Với nhau. Tụi em... Không.
Không, không xâm thử. Không, không luôn. Bạn này là còn chinh cho đến khi lấy em luôn. Hả? Đó thì không tin, nhưng mà sự thật là vậy. Đúng rồi. 37 tuổi mà còn con trai. Đúng rồi. Tay giữ cái đời trai của mình chứ. Nhưng mà em có thắc mắc vì sao mà anh ấy lại giữ một cái trinh tiết của mình là như vậy không? Dạ em không thắc mắc, là tại vì em đã từng là một người rất ăn chơi, nhưng mà em muốn là một mình trở thành một người tốt hơn. Thì bởi vậy em mới quen anh này và lấy anh này. Ủa các em là đã có em bé chưa? Dạ có một bé, bé năm nay bây giờ là được 14 tháng rưỡi rồi. À 15 tháng rồi. 15 tháng hả? 15 tháng rồi. Ở 15 tháng. 15 tháng. Cưới nhau được bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm. 4 năm ở chung nhà với nhau. Aaron có phát hiện cô ấy có tật xấu gì không? Không có tật xấu nào hết á. Một con người hoàn hảo. Nói dối. Cái mặt của ông nói dối. Nè, chương trình này là không cho phép nói dối. Thì có một cái tật xấu là Quyên rất là nóng tính. Có thể là cộng nhau hay là có thể đã từng đâm vô một cái cửa sổ mà bể luôn cái cây sổ trong đấm chứ không em đấm. À, đấm, đấm, em đấm đấm là lùi đó. À quên. Nói chung em rất là nóng tính. Em nhớ là đợt đó hai mình cãi nhau chuyện gì đó mà cái cửa phòng tắm á là nguyên cái gương bự giống vậy nè, mà em nóng em giọng bóp bể nát hết mặt em, không còn một miếng máu hết. Có thể nói kể từ lúc đầu thì Quyên cũng là người mà rất là sợ em sẽ không yêu cô ấy nữa. Đúng rồi. Cho nên là lúc nào cũng muốn chia tay, muốn ly dị, đòi chia tay, đòi ly dị hoài. Có vẻ mọi người nghe thì sẽ thấy được là nó rất là mâu thuẫn. Tại sao mình sợ người này không yêu mình nữa mà mình lại đẩy cái người này ra? Nhưng thật ra đó là một cái dạng giống như là có những người trên đời này mà họ sợ bị bỏ rơi. Nhưng mà chị hỏi một câu nó hơi sâu sắc một chút xíu. Là cái nguyên nhân nào mà em lại có cái tâm trạng như vậy? Đó là một câu chuyện về tuổi thơ của em. Hồi xưa thì gia đình của em rất là nghèo. Nên ba mẹ của em đều phải đi làm, cả hai người đều phải đi làm. Thì bỏ em ở nhà. Em nhớ là lúc đó em khoảng mấy tuổi thôi, chắc 3-4 tuổi. Thì trưa hôm đó trước khi ngủ thì mẹ có mẹ. Nhưng mà lúc mà thức dậy thì em đi kiếm vòng vòng trong nhà, không có thấy ai hết. Thì em rất là sợ. Thì lúc đó em cố gắng em chạy ra em mở cái cửa chính mà không mở được, tại mẹ em khóa cửa bên ngoài, tại sợ người ta vô bắt cóc con mình. Thì lúc đó em mới có cái cửa sổ mở ra, em mới thấy có cái cô đối diện nhà mà em cố gắng em với tay lên. Em nhớ là lúc đó em lùng quá không thấy được á, mà em cố gắng em nhoi lên em hỏi cô ơi, xím dừa ơi, là ba mẹ con đâu rồi, mẹ con đâu? Mà cái cô đó cũng trả lời vậy mà em nhớ hoài, nó là nhà mày khổ quá, ba mẹ mày chịu không nổi nên bỏ mày đi rồi. Một cái đứa nhỏ như em không hiểu, em sợ lắm. Lúc đó em mới chạy ra em đập cửa, không có cách nào mở cửa ra được. Thì em không nhớ là lúc đó như thế nào, em chỉ nhớ lúc mà mẹ về á là em khóc, em nói mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con. Cái ký ức tuổi thơ đó nó, và rất là nhiều lần sau này thì gia đình em vẫn khó khăn, cho nên em cũng ở nhà một mình nhiều. Thì em phải học cấp để ở một mình, cho nên em rất là sợ bỏ rơi. Cái việc mà sợ bỏ rơi vậy nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình kinh khủng. Em rất là muốn làm điều gì đó để người ta có thể hiểu được là những cái lời nói vô tình của người ta có thể ảnh hưởng tổn thương con nít nó kinh khủng mà người ta không biết được. Em đã đi học một khóa học. Sau 3 ngày ở đó thì em tức là người ta giúp đỡ cho mình để mình hiểu hết cái hoàn cảnh của mình. Có nghĩa là hồi xưa mình không hiểu là tại sao mình là người giống vậy. Thì hiện tại thì em đã biết cách để có thể control bản thân mình, có nghĩa là giúp đỡ mình. Thực ra cái đó không phải là tính xấu, cái đó là nỗi đau. Cái đó là cái sự nóng tính này nó do là một cái nguyên nhân, nó giống như là một cái dạng bệnh á, mình trầm cảm trầm quốc. Thì thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ một chút với lại quý vị khán giả và những cặp vợ chồng. Người lớn mình nên bỏ cái thói quen là khi nựng con nít nói cái cảm xúc của mình ra, chẳng hạn ví dụ như là ta đánh nãy giờ mà tự nhiên ngang xương vậy đó, hoặc là trời ơi hả, coi chừng nha, mẹ mày sanh em bé mới là bỏ rơi mày đó nha. Đó
Hoặc là những cái chuyện mà tương tự như là gieo vào đầu óc trẻ con như vậy thì là sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ là bắt đầu cái trầm cảm nó quá nhiều. Mà nguyên nhân cũng là những cái sang chấn tâm lý vì những câu nói vô tình của người lớn. Thì thành ra là mọi người á, qua cái câu chuyện của bạn Quyên á, thì chúng ta nên suy nghĩ trước sau để mà đối xử với một đứa bé. Cũng xin cảm ơn em về cái câu chuyện, sự chia sẻ của em. Thì bây giờ tới em đó, bạn này có tính xấu gì không? Tính xấu của ổng em nghĩ là đản trí. Ghê gớm nhất là có một lần là lúc mà mới sinh con thì em mệt quá, ổng kêu ổng trụng bình sữa đi. Thì ổng hứa ổng trụng, mà em vô ổng ngủ. Em ngủ đã, cái tự nhiên 2-3 giờ sáng em cảm thấy cồn cào trong người, em sợ. Đi ra thấy rõ ràng ổng không có tắt cái bếp chị. Ổng để cái bếp mở hoài mấy tiếng đồng hồ vậy luôn đó. Bếp ga. Bếp ga. Chị thấy ghê không? Đang là sợ. Nước nó sôi nó cạn luôn á. Dạ đúng rồi, sắp cạn luôn. Thì đó là cái tính xấu nhất. Có lúc mà mới lấy em á, bận này bự con quá, cho nên á đi lúc nào cũng đùng đùng dặn mâm sáng chén nha ông đi. Mà đối với ổng là bình thường, ổng đi rầm rầm, ổng quơ tay một cái là vô mặt em, ổng đưa lên gói là vô tới đầu em á. 6 tháng đầu tiên mới lấy ổng về chung nhà, ổng đánh ông bầm dập không còn gì nữa. Thôi giờ ông muốn thay đổi nè. Rồi thay đổi điều gì? Em muốn em có thể quan sát mọi thứ nó kỹ càng hơn trong cuộc sống. Nên là em biết là công việc nó rất là quan trọng, nhưng em cũng muốn em dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đôi khi có thể dành ra 1 tiếng, 2 tiếng hay là nửa tiếng cũng được, nhưng mà là cái thời gian mà rất là vui vẻ để dành hai người bên cạnh nhau, với có con bên cạnh nhau. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em nghĩ là Quyên thì đang cố gắng rất là nhiều và đang dần thay đổi. Thì lúc trước là chắc Quyên không có ý thức được là Quyên làm em tổn thương như thế nào. Nhưng bây giờ dần ý thức và không muốn làm em tổn thương. Cho nên là bây giờ thì đang cố gắng rất là nhiều và đang dần thay đổi, và em rất là biết ơn Quyên điều đó. Cái điều em mong muốn ở Quyên là quá đúng, đúng không? Nhưng mà bây giờ vì Quyên đã có một cái problem về cái tâm lý của Quyên như vậy rồi. Thành ra là rất cần cái sự hỗ trợ của em. Mà cái mong muốn của Quyên về em á là hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là không cần em phải ở bên cạnh Quyên sáng trưa chiều tối đêm, không cần. Chỉ cần một ngày em dành ra 1 tiếng hoặc nửa tiếng đồng hồ toàn tâm toàn ý với Quyên, với thì con chắc được. Thì chị nghĩ là cái 1 tiếng đó là một cái liều thuốc. Liều thuốc nhanh nhất để có thể quên đi cái sang chấn tâm lý. Bà không bị sợ là sẽ bị bỏ rơi. Chính xác. Rồi nhưng hôm nay đúng rồi. Có điều gì đặc biệt thì có một cái món quà đặc biệt cho em ngày hôm nay. Anh không bao giờ hối hận là đã chọn em để đi cùng với nhau trong hành trình của đời này. Và thậm chí là anh rất là tự hào để làm chồng của em. Aaron. Cảm ơn em. Nếu mà có cơ hội lần nữa thì 1000 cơ hội lần nữa thì anh sẽ lúc nào cũng xin em lấy anh. Quá tuyệt vời rồi. Dễ thương quá Rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Mới quen em mà gửi quà cho em 2 lần, không phải gửi dại gái gì trời. Còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ, rồi lúc mà lấy nhau cái trời ống thả bom ồ ồ luôn ạ. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào. Xin chào anh Cô Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Văn An, em sinh năm 1983, quê em Hải Phòng. Em hiện tại em đang làm công nhân kỹ thuật. Em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Thủy. Em hơn ổng 10 tuổi. Thiệt luôn á. Em hơn ổng có 10 tuổi. Vậy đó hả? Vậy mà nãy tôi kêu bằng em. Không, sự thật luôn là phải là em trẻ quá. Vừa làm nghề nghiệp của em là em chăm sóc sắc đẹp. Ở đâu? Em đang ở đâu? Em hiện đang ở Canada. Rồi. Sinh sống ở Canada. Ủa vậy là bây giờ em vẫn ở bên đó hay là bạn? Em ở bên đó. Về đi tham gia vào hôm sau. Ủa thiệt quá trời. Chủ yếu là em muốn gặp chị. Có dễ thương quá vậy. Em đăng ký bên đó luôn á, ổng không biết. Rồi, hai bạn quen nhau sao? Tụi em shop online. Là lên em quen ổng trên mạng. Em quen ổng trên Facebook.
tháng 3 năm 2012 tụi em chính thức nói chuyện với nhau là nhờ cái bức ảnh mà lúa thiệt là lúa của ông mặc cái áo thu đông màu đỏ chết, xong ông ấy chụp xong ông ấy kiễng chân, ông ấy đấy kiễng chân với tới một bông hoa, cái em mới đối là trượt chân ngã rúi khóc cái òa. Rồi ông trả lời nói chứ không trượt được đâu, chân vững lắm. Nghĩa là ông, nghĩa là em cứ tưởng tượng là ông sẽ đối lại với em tiếp. Dạ. Nhưng mà ông nói cọc rộng ra em bực quá, thì em không nói chuyện nữa. Cái ông vào trong tin riêng, ông ấy chào em. Thế là hôm đấy vợ chồng em nói từ giữa nửa đêm đến gần sáng. Ghê thật. Và bao lâu các bạn mới được gặp nhau? Đầu tiên em cũng không nghĩ là vợ em sống ở Canada. Mới quen em mà gửi quà cho em hai lần, không phải gửi dạy gái gì vậy trời. Cứ nói chuyện rồi em nhìn hình ảnh, em cũng không đoán được là tuổi vợ em là hơn em nhiều như vậy. Vợ em nói tuổi em không tin. Nhưng mà lúc mà tụi em có gọi video hàng ngày luôn á, thì ông cũng không tin là tuổi của em. Ngày 12 tháng 12 năm 2012, đúng 12 giờ 12 phút, ông cầu hôn em. Nhưng mà cầu hôn là trực diện vậy hay là qua Facebook? Ông nhắn tin. Nhắn tin nhau hả? Ông nói chứ làm vợ anh nhé. Em cũng lờ điều không nói gì hết á. Em thấy ông mày cũng thật thà này kia. Rồi em book vé máy bay. Em book vé máy bay về Việt Nam chơi. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2013. Wow. Là tụi em gặp nhau lần đầu tiên là mặt đáp mặt là ở phi trường Nội Bài. Trong lần đầu gặp nhau như vậy, ở ngoài như vậy đó, thì có nhìn thấy cái chứng minh nhân dân hay là passport không? Sau đó em có cho xem. Ông nhìn ông bỡ ngỡ, xong cũng tủm tỉm ông cười. Em nói giờ tin chưa? Cái ông không nói gì hết trơn á. Đến lúc này là đâu có quan trọng nữa đúng không em? Dạ vâng. Nhưng mà gì nè, tức là tụi em yêu nhau là 5 năm hả? Dạ không. Tụi em cưới nhau được hơn 5 năm rồi. Tụi em quen nhau chừng một năm, hơn một năm. Thời gian các em ở bên nhau trong một năm là được bao nhiêu ngày? Vợ em về tháng 3 năm 13 ấy, thì em cũng có cầu hôn một lần nữa với vợ em. Mà lần ấy thì vợ em cũng đồng ý. Cưới vợ thì cưới tiền tay luôn. Đồng ý cái là em cưới luôn trong một tháng sau đó. Lúc đó là cũng chịu rồi, đã chịu trước rồi thì mới về Việt Nam đó. Xong cái ông ấy cái là ok liền. Đi xem thì người ta nói là không có cưới tháng đó, thì đợi cuối năm. Cưới ngay đúng ngày cá tháng 4 luôn. Nghe xong cái nhiều người cũng nghi nghi, nhưng mà có thiệp phát đi cái bắt đầu nó người ta mới tin. Ồ vậy hả? Dạ. Tính ra là khi vợ chồng em cưới thì ở với nhau được hơn một tháng. Cưới xong thì em vào trong Đà Lạt, bên Thành phố Hồ Chí Minh khoảng một tuần. Sau đó là vợ em về lại Canada. Cưới thì là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013, nhưng mãi đến năm 2016 tụi em mới có lý đăng ký kết hôn. Lúc mà em ở bên đó thì là cái chúng em mới cưới nhau được chừng hơn một tháng. Thì là cái tiệm của em ấy, nó bị chập điện, nó cháy. Lúc đó em cũng thất nghiệp, ông cũng thất nghiệp luôn. Lúc đó thì ba chồng em á, thì em cũng gọi lại và hỏi thăm. Ba chồng em nói là ý là em phải có trách nhiệm với gia đình chồng, này phải gửi tiền về này kia thứ không? Thì em mới nghĩ là em cũng hơi chặn tự ái của em. Tại vì bên nước ngoài ấy, là lấy chồng thường thường gia đình chồng họ lo cho gia đình vợ nhiều lắm luôn. Kể cả gia đình chồng, bố mẹ chồng cũng lo cho gia đình vợ nhiều lắm. Thế em nghe em hơi kiểu em mới tự kiểu em cũng thấy tủi thân này. Em lấy chồng mà chồng không lo cho mình. Bây giờ để bắt mình phải lo cho gia đình chồng. Thế xong lúc đó em nói cho chồng em, thì chồng em nghĩ là em hiểu lầm. Tại nhiều khi em lớn lên ở Canada, em qua bên đó cũng mấy chục năm rồi. Thì cái cách sống của em nó cũng thoáng hoặc là cũng cởi mở giống như người bên đó luôn á. Thì em không có chịu như vậy. Thì em nói là bình đẳng đi, bình đẳng giới. Em nói chồng em cũng không có tin. Chồng em cũng không chịu tìm hiểu luôn á. Thế em mới giận chồng em không nói chuyện. Chừng hơn một năm sau thì bố mẹ ông áp lực ông là bắt ông phải cưới vợ. Cứ nghĩ là tụi em xong rồi. Tại vì ông là con trai một mà cũng là con là trưởng họ nữa. Bố chồng em thì là rất là gia trưởng. Mà ông không nói cho em nghe. Cuối năm 2015 á, là nhỏ bạn em nó nói chứ từ trước là tao thấy mày cái đâm đầu mày làm không, mày phải nghĩ đến chồng mày này chứ thứ gì đó chứ. Chứ tao là đàn ông, tao bỏ mày từ lâu rồi. Chứ không ai mà đợi mày từng đó lâu đâu. Thế là em đặt vé với ba em đi. Em về em không nói cho ông nghe. Cái lúc gặp ông, cái ông ngỡ ngàng luôn. Ông nói chứ mai mình gặp nhau nhé. Tức là hàng gắn lại. Dạ. Hàng gắn lại thì bao nhiêu lâu thì em mới có em bé? Gần chừng một năm hay sao? Một năm. Vậy thì trong suốt một năm đó là em ở Việt Nam luôn. Em sinh con là bên Canada. Dạ. Em có bầu được 4 tháng thì em về lại Canada. Bé được bao nhiêu tuổi? Em bé được 1 tuổi, được gần 13 tháng. Sau khi sinh thì bao lâu thì An mới qua thăm? Thật ra là em cũng rất là muốn sang, mà khi mà nhìn chưa đi, qua được. Em chưa qua được, tại vì nhất là những cái ngày mà vợ em mang bầu, em vẫn nhớ mãi không quên là cái hôm mà vợ em vỡ ối.
Trước đó thì vợ chồng em có cho vay tiền một người bạn. Thế đến lúc mà người ta không có trả được mình, thì vợ chồng em cũng có quặn lời qua tiếng lại. Em sanh sớm hơn một tháng, tự nhiên nó người em nó hụt xuống, em giống như động đất ấy. Nó người em nó tự nhiên nó tóp lại, xong cái em cũng thấy em thấy ướt rồi, xong em mới sợ nó. Ôi trời ơi, không lẽ mình đáy dầm ra quần. Xong em sợ quá, em túm cái điện thoại, em gọi cho ông lại nữa. Thì cũng cuống lên, em gọi mẹ ông, rồi gọi chị ông, rồi trong nước mắt nước mũi tràn ra. Xong từng lúc đó thì em phải gọi cho xe cấp cứu á. Thì em chẳng có người thân bên cạnh gì hết. Thì em có cái người mà họ mướn nhà của em, gọi nó thì... Tức là đưa vô trong bệnh viện? Dạ, là cái người đó ở trong phòng mổ mấy em luôn. Là quá may mắn. Thực ra chị thấy cái tụi em là tới giờ phút này là... Cho dù là được lấy nhau 5 năm rồi nhưng mà ở bên cạnh nhau quá ít. Thì thành ra làm sao mà mình có... Tức là chị nghĩ cặp này nên bỏ qua cái phần gọi là... tật xấu. Tật xấu đi à. Bởi vì có... Có chứ. Có không? Có chứ. Hai liền. Tại vì bây giờ đã đến cái phần này không phải là cái phần mà các bạn đang kể về cái quá trình. Ừ. Cái quá trình các vui bạn... Liền. À khó khăn sóng gió như thế nào? Có chứ. Quá rồi. Lấy nhau cái là ông ấy là... Có bao nhiêu tật xấu khui ra. Lúc mà còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ, là lúc mà lấy nhau cái cho ông thả bom là coi như là cứ ồ ồ luôn. Rồi, thả bom bậy rồi gì nữa nè. Rồi bừa bộn nè. Rồi bừa bộn nè, rồi gì nữa nè. Nói thì cứ dài dòng như ông già. Dài dòng văn tự, rồi gì nữa nè. Ở xa nhau về mà còn phát hiện nó quá trời tật xấu, ở gần không biết sao đây. Thì buổi sáng nay tụi em mới cãi nhau một trận ở chợ Bến Thành xong đó. Ông với cái tội ông nhanh em. Nói nhiều đó, nói nhiều. Có chút nha trưởng đó. Giờ cho em mong muốn thay đổi luôn một... Thả bom hay xì hơi thì cũng giữ ý một chút xíu. À, giữ ý tứ. Đừng có như kiểu bừa bộn quá, gục quần áo vớ này tháo ra cái dục tùm lum này. Bây giờ em, hồi nãy giờ em vẫn chưa khui ra được một cái tật xấu nào của vợ em. Và đến giờ phút này rồi, cái tật xấu của vợ em là có hai cằn nhằn. Hai cằn nhằn rồi, xúc tích cơ nè, xúc tích cơ nè, cằn nhằn nữa gì nữa. Vâng. Có một cái đấy này em coi đó là cái tật xấu của vợ em thôi. Ừ. Vâng. Vậy là mong muốn là bớt cằn nhằn đúng không? Vâng. Sưng hô nữa. Vậy thì đúng rồi, nhắc nhớ, đáng lẽ không nhắc không khui ra. À. Ví dụ bình thường đây vẫn anh em ngọt sớt như thế mà tại sao mình khi cãi nhau hay là có hiểu nhầm thì tự thay đổi. Thay đổi gì? Không, anh tôi. Chỉ có anh tôi thôi. Nhưng mà em vẫn không muốn. Chứ tôi tưởng đâu là giận lên cái chị nói cho em biết nghe. Có, em có nói. Có chưa? Có. Ta trưởng đây là thằng chồng mới, ông nói ngon lành lắm. Em nói Du phải nhớ nha, Du nhớ là Du đang kém tuổi tôi nha. Du nhỏ hơn chị nha. Trước khi mình chia tay nhau á thì chị chỉ xin nói về vợ chồng em một chút xíu thôi. Có nghĩa là chị rất mong muốn làm sao để tụi em giữ cái mối quan hệ này, cái gia đình này, mặc dù hiện giờ đang là gọi là xa gọi là xa về mặt địa lý đó, non sông cách trở đó. Yeah. Nhưng mà cố gắng hết sức, chị nghĩ chắc cũng một thời gian nữa thôi là bạn này qua đoàn tụ với bạn này, đúng không? Hoặc là ngược lại là bạn này làm sao mà phải, nói chung là không cần biết, hoặc là anh này qua đây, hoặc là chị này về đây, nhưng mà gia đình tụi em phải gắn kết. Phải sát với nhau. Phải ở gần. Con em năm nay là... Một được gần 13 tháng. Đã đến lúc là nó phải rất cần cái trong một cái gia đình mà có đủ cả cha cả mẹ. Yeah. Hoàn hảo. À, để nó, mặc dù được mẹ chăm sóc, nhưng nó vẫn rất cần cái sự mà hướng dẫn rồi thì gần gũi của cha. Đúng không? Thì giờ tụi em cố gắng khắc phục cái chuyện đó thôi. Yeah. Còn thời gian ngắn nhất có thể là tụi em phải kết dính trong một cái gia đình để con em nó được tận hưởng cái hạnh phúc là cả cha cả mẹ. Đúng vậy. Con em thôi, đó là lần đầu tiên nó được gặp ba. Mà nó về cái nó theo ổng liền. Đó, trời đó, máu mủ đó ha. Đó, yên tâm đi, cái chương trình này nè. Ai muốn có con là sẽ có con. Thôi đừng chút nữa bạn. Ai chưa? Ai chưa đoàn tụ, ai chưa sum vầy thì chắc chắn ngồi vào chiếc ghế của vợ chồng sau này chắc chắn về một thời gian ngắn thôi sẽ sum vầy và hạnh phúc. Dạ rồi. Em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời, cái đùng nổi giận là chia tay luôn đó. À, hôm nay sao mặc đồ tin quá vậy ta? Thì đó. Trời ơi, quay qua hết hồn, tưởng ngồi kế Đông Nhi không à? Hả? Nhìn trẻ quá chị ơi, em nói thiệt luôn á, chị quá trẻ luôn. Không bắt biết kịp... lý do gì sao mà chị trẻ mãi vậy hả? Bắt kịp trend á. Trend hả? Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mặc vui.
thế. Trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 ạ. Học chung ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng không mày? Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái, lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Mà đầu này còn hói nữa. Trời ơi, lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời ơi mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. À, là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em làm bà Mai. Cho bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Mà đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ, người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em, đợt đó té xe mà có giờ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm lên cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? Dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? Dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn. Nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi cho bản tính khó dời. Rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo. Xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu. Xong em nói trời ơi ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng một tuần. Trời ơi, quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàn gắn lại được?
Là... Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay. Hề thốt, trà lết, quết xảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á. Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc, và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu. Thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì em tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ, đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói: bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á, thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải, thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á, thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mặt, mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái vách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn. Tụi em làm đám cưới deal chốt luôn. Deal luôn. Chốt luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó, ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À, tức là trước đó là chưa. Có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một... Ủa lý do gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn trời. Thà để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là làm tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen. Lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới bây giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói thắng xàm, nhưng thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy: em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Hỏi ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày. Tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá đúng nặng rồi, nề. Đúng rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì lòi ra không trong 2 năm? Đó. Dạ xấu đều nha. Luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng, dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn đó. Là em tự nhổ cũng vậy hả? Dạ nó là thói quen của em. Bỏ ngay cái thói quen đó. Để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu. Xin nhưng... lắm đi. Trời ơi. Dạ. Thôi con đi nè. Dạ với lại ngủ nướng anh. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em.
ủa anh không tin để em ngủ hả, em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tới gần dậy làm vậy luôn. Xong em dậy nữa, trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy, anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ. Yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè, hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên á. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu, ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoảng mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Có rồi bây giờ chuyển qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này, ở ngày mai nha em, sau ngày mai anh ơi làm này, ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài, tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ rau vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. À, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao, rồi giờ mày muốn gì, là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh, vậy thôi, xong là tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao, mà lúc bình thường thì là anh em. Dạ. Hay chứ bộ. Hay là... Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cưới như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi, bỏ đi. Hiểu không? Còn em á, open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó, là phải thoải mái, thoải mái, tận hưởng, tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Nha, anh chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ, nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau, bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương. Ôi, chọn năm luôn á, chọn năm luôn á. Dạ, cảm ơn hai đứa.